ngào trăm đắng muôn cay, thôi quên biệt tự đây. Anh Trường mà đi lên bà Lâm Gia Chai á, cắt vàng giống gặp anh Trường mà can bản tao muốn ngủ đúng. Rồi tiếp. Rồi thưa quý vị khán giả, trước mặt Trường là nhà của sĩ, có thể nói là giờ là đã hoàn thành rồi. Như cái đợt trước Trường có quay á, thì nó xong nhưng mà chưa có sơn, chưa có la phong á. Thì sau đó cô Tâm ở Mỹ cho Trường thêm tiền để hoàn thành hai cái hạng mục này là sơn với lại đóng la phong. Thì nay là cũng hoàn thành rồi, bữa giờ cũng nhờ chú Mừng kêu thợ tới làm. Thì nay nhìn sạch sẽ rồi. Quá ngon. Sau khi cảm nhận sao thấy sao chị Lo? Quá ngon ha. Để chắc để Trường vô, Trường quay vòng để cho quý vị khán giả tiện theo dõi ha. Quá nhiều tiền rồi mà. Nhiều tiền quá. Hoặc máy bên đây thì em dời qua. Dạ. Rồi, cái chỗ này cái đường nít thì giờ mình ấy lại trám lại vậy thôi chứ cũng không có để như trước nó mất thẩm mỹ đó. Rồi cái chỗ này thì Trường đã khoan hai cái lỗ hai bên đây rồi thì sắp tới thì sẽ làm cái rèm cửa đây cho em sĩ đỡ nó bị chói đó. Đây là cái phòng ngủ của em ha. Còn đằng sau đây là cái phần bếp, cái màu sơn khá là đẹp á quý vị khán giả đó. Ha, đó cái màu gạch này cũng sáng tươi rồi. Đằng sau đây thì nhìn ra tàu điện điện thiên hà chưa kia điện thiên hà được quay hạt điện thiên hà chưa sơn không ừ. Được rồi, không sao đâu, cứ mở đi để rồi em sau đây là cái đồng, nhìn ra cái cánh đồng ha. Rồi đó thì cái toilet thì mới ấy thôi, mới phủ cái lớp bê thôi, thì cái này chiều cũng làm luôn đó. Thì cơ bản là hoàn thành hết trơn rồi cái diễn giả đó, màu rất là đẹp. Nói chung là hồi nãy tới cái Trường nhìn thấy quá ok luôn, đóng la phong lên nữa là nhìn rất là đẹp á. Rồi đây thì hôm bữa Trường đã gửi trước cho chú Mừng 3 triệu để giao cho thợ làm, để ứng trước để mua sơn, mua la phong nữa ha. Còn nay còn tổng chi phí cái này là hết 11 triệu 075 ngàn. Thì hôm bữa đã đưa trước cho chú là 3 triệu rồi. Thì nay chị Loan sẽ thay mặt Trường chuyển cái số tiền của chị Tâm qua cho... Em thưa chị Tâm, hôm nay là Trường nhờ cái em này sơn đóng la phong là số tiền 11 triệu 075 ngàn. Bữa nọ Trường có ứng cho em 3 triệu. Dạ dạ. Tại giờ chị giao cho em 8 triệu 75 ngàn. Dạ. Nhưng mà không có 7 ngàn. Dạ. 3 4 5 6 7 8 triệu 70 ngàn. Dạ dạ. Thì đây chị cũng thay mặt thân các chị các cô chú cảm ơn em. Dạ. Cực khổ. Em cũng cảm ơn đàn hình giúp cho Dũng Sĩ, thì cũng muốn gắng giúp cho nó có ngôi nhà hạnh phúc. Mạnh Thường Quân giúp, nhờ cô Tâm giúp. Dạ dạ. Với các Mạnh Thường Quân không giúp rồi nữa, dạ, dạ. Hỗ trợ cho hai em. Cho con dạ. Anh không à, anh không có xu nào. Dạ, anh nói gì cảm ơn ta đi. Cảm ơn đài tình hình, cảm ơn tất cả Mạnh Thường Quân nước ngoài, nước trong thì cảm ơn hết. Không biết nói sao á. Chị Tâm á, tóm tắt cả đã nước trong rồi, cảm ơn đồng bào. Bà đang nhắc bài cho chú Mừng, tội nghiệp. Rồi, quý vị khán giả cũng thông cảm, Trường cũng thay mặt gia đình của hai em Dũng Sĩ. Cảm ơn hết. Gửi lời cảm ơn tới các Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước đã đồng hành với lại chị em của Trường. Trường, chị Loan, anh Linh, chị Phụng thời gian qua cũng đã sát cánh với lại gia đình. Thì nay còn thêm cái này nữa quý diễn giả, cái chỗ cái phần đây, cái phần bậc thềm này nay cũng ấy lại rồi cho đỡ bị mục. Thì Trường rất là biết ơn các Mạnh Thường Quân đã đồng hành với Trường để giúp đỡ hai em ha. Rồi cái chỗ cái lùm cây sau này thì chú cũng chặt rồi, chặt bỏ rồi cho nó đỡ rầm rạp, cho nó đỡ ghê. Từ từ kho quỷ luôn.
Dạ. Thôi cứ để cho nó xa xa vậy được rồi chú, tại vì nó buổi chiều đâu, nó đợi khô khô chặt xuống. Thì nó mát. Dạ, để vậy để chiều cho nó mát cũng được, nhưng mà đừng có để nó xài vô nhà, nó hư tường. Hư tường với hai nữa là rắn nó vô á. À. Chặt tạo cho nó một cái khoảng không vậy được rồi. Rồi nhà cửa vừa hoàn thành rồi thì chú ráng bảo quản nhà. Chú đứng đây bảo quản nhà cho hai em cho tốt, rồi thời gian tới thì khoảng tầm còn khoảng 10 ngày nữa là hết thuốc phân sĩ rồi. Thì chắc là đợt lấy thuốc thứ ba, sau khi lấy thuốc xong thì chị Loan sẽ đưa sĩ về đây giao lại cho chú với lại bà ba để chú okay. với lại bà ba chăm sóc ha. Rồi. Ngoài cái việc mà nhà cửa rồi đó, chú trông coi nhà cửa thì cũng ráng để ý tới hai em. Tại vì thời gian, hết chứ. Thời gian qua thì đâu mà bỏ được. Con chị Loan mình... ở với chị Loan ngoài thì chị đồng ý không chú biết mẹ, rồi. Còn cha ở nhà cha thường thường nói gì đó. Dạ. Nhà chú cũng đừng có la ấy nó ấy quá, la làm căng quá nó sợ. Này nó khác lắm. Thằng sĩ này nó la là ok lắm. Dạ. Không dám đi luôn. Còn Dũng thì con thấy rồi, bữa giờ về ở với chú thì vậy cũng tạm ổn. Nhưng mà cũng đừng hay la nó. Xong là đưa xuống dưới rồi nhốt liền. Dạ. Cái nhà này cũng nhốt được. Còn thằng sĩ á, thì nay nó biết nhiều rồi thì chú về chú đóng lại cái trang thờ. Thì nó thắp nhang được thì tốt. Nó có đốt. Chắc là cũng cố gắng. Nay nó ấy rồi, nay thấy nó ngoan rồi. Ngoài nó có đốt mới được. Gắn lên nữa kêu gỡ xuống. Bây giờ chắc em để gì đó rồi muốn có thấy có lấy rồi. Dạ, chú nói từ từ cho nó chứ đừng có la nó rồi mất công rồi nó lại im giống như trước nữa rồi mất công chị Loan. Ha, cái thằng sĩ nó khó lắm. Đúng rồi. Không dám la nó đâu. Đúng rồi. Ăn thua nó tự giác nó ở ngoài không biết được. Dạ. Và cái ngoại nó làm được cái gì nó tự nó làm à. Dạ. Mình khỏi kêu gì hết. Còn sĩ giờ khỏi kêu, ơn Dũng khỏi kêu. Dạ. Một ký nhãn đốt có hai điều hết. Rồi nhà cửa thì vậy rồi ok rồi ha, chú mừng ha. Dạ. Còn dạ. Cái nhà của chú bên đó thì giờ chú tính toán sao đó thì chú tính bên rồi rồi cũng... cái đó để gì sao đi. Dạ. Chứ giờ ông cũng mệt mỏi đó, không kêu ông được. Con thì có gì đâu mệt ông mỏi, con lâu lâu ông. Con mới ấy ông ở đây ông mới mệt chứ con thì lâu lâu con mới ghé mà con mệt thì đâu. ông ở với nó là ông ở cả đời, còn lâu lâu con mới lên thì con đâu có nói được gì. Mà ý nói khác. Cái nhà sĩ. Rồi chú nhớ nha, ví dụ như là có bị thấm hay dột hay là bất cứ cái gì ấy, là chú kêu thợ tới coi liền cho con. Đây có nè. Em phải dạ, có anh cho... có anh thợ đây hen. Ví dụ như có dột hay gì á, kêu là phải lên liền chứ. Đúng rồi, có dột hay gì đó thì chú cứ kêu lên liền để coi đó, sợ mà nó bị hư á. Đó. Cái tầng này cũng là tầng nó tốt ha. Này là thứ diễn giả, cái tầng này là cũng 145 ngàn một mét ha anh ha. Dạ, 5 mét. Phải 5 mét không ai? Rồi cái 35 mét mà nó ra ở trong 30 ngoài 5 mét. 35 hết luôn là 35 mét. 35 mét. Mình cứ tính tổng thì cho nó dễ. 35 mét thôi. Thì nó có tổng diện tích rồi. Của nhà này là 35 mét. Đó là một cái sàn đó mày nhiêu nữa rồi tính vô nhập vô. Dạ. Anh rộng là biết là nhôm mấy là anh biết lần. Dạ. Nhìn là biết liền chứ anh nhầm nhôm là anh biết rồi. Đâu anh quay là anh nhầm nhôm thấy dạ. Được không? Được, đẹp chứ được gì. Anh biết chăm bút lắm. Thôi, đừng xin kết thúc video ở đây. Cái video này cũng là để thông báo cho các khán giả biết được cái tình hình nhà cửa của sĩ ha. Và cái tình hình này, của em sĩ thì chắc để chị Loan nói thêm sơ qua một chút xíu để cho quý vị khán giả mừng. Tại vì bữa giờ sĩ nó đang ở ngoài nhà chị Loan á. Thì như hồi sáng chị Loan có live stream ở trên cái Facebook của chị là Loan Huỳnh. À Huỳnh Loan. Loan Huỳnh, cái máy là Loan Huỳnh đó. À Loan Huỳnh hả? Ừ. À thì sĩ hồi sáng thấy nó bốc chuối hả? Lọc chuối ra điện chơi có bánh tem miền Trung. À, thì nghĩa là thưa khán giả, các anh các chị trong nước ngoài nước. Từ trước giờ thì sĩ không làm gì hết á. Chỉ ăn là nằm ăn mà ngủ tắm không thay đồ. Thì cái gì mình cũng làm chăm chú cho em hết, nhưng một tuần lễ này thì em đói thì em lục đi bới ăn. Rồi xong rồi á.
thì á, là em ăn rồi em ăn hai chén rau tô bỏ ra ngoài hè bỏ xong rồi mấy bữa nay thì mình thấy nó vui vui, mình nói em muốn ca dẫn chưa đi ca, gật gật đầu đi. Tiếng này không lễ qua uống hết 4 chai, năm tới chị em uống 4 chai, ca 3 uống bản nghe. Xong rồi bắt đầu là giờ làm gì cũng lục đục theo làm nên á. Hồi sáng thử nó mua về 20 cái chuối, em kinh cái thao lại ngồi lột cái cũng biết nha, đi ra rửa tay vô cái nói cưng rau này ngồi đi cho nó sáng, đừng chị quay cho đẹp trai chút, không chịu chịu ngồi ngay chỗ đó. Nhưng mình vẫn quay được, vẫn live stream cho bà con cô bác coi, cái ai cũng khen nó, tội Dũng ngay sĩ ngay giỏi quá, biết làm ta sĩ ngay giỏi quá, biết làm lột kỹ lắm nha, cái chút xíu thì cũng lột ra luôn nữa, cho nên mình rất mừng. Rồi hơn nữa thì bây giờ là em còn bữa nọ lấy thuốc em 14 ngày thì uống nay cũng 5-6 ngày rồi, uống hết đợt này lấy thêm đợt nữa đưa em về ở nhà mới rồi xin hết đó. Cái diễn giả thì như chị Loan nói hồi nãy giờ đó là thấy, có thể thấy là sĩ nó tiến bộ rất là nhiều rồi, thì mấy ngày tới thì sĩ sẽ về ở đây. Thôi Trường xin kết thúc video ha, tạm biệt quý diễn giả. Đây 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 là cu Dũng Hít. Dũng Hít Dũng càng bự cho em đi qua qua kìa. Chừng quá. Không biết bài gì. Đường tình nó ngã đi. Vô. Thôi em ơi hãy đi về quấn biệt kể từ đây. Con liên lô làm chi? Con vẫn vươn làm gì? Ai thật lòng yêu ai đến bây giờ mình đã biết. Chuyện tình đôi ta em anh hãy xem là quyền thôi. Em anh hiểu giùm em anh nấu món giao sáng. Bởi tình duyên thái ngang. Em mấy bài? Em vì chữ hiền. Mấy bài? 15 bài. Chuyện tình đôi ta nghẹn ngào đắm đắng muôn cay, thôi huynh biệt tự đây. Anh Trường đi lên bà lĩnh gia trai á, chắc vàng giống gặp anh Trường mày can bản tao muốn cũng đúng. Rồi tiếp. Chuyện tình đôi ta nghẹn ngào đắm đắng muôn cay, thôi huynh biệt tự đây. Bài gì? Lần thứ tình. Chuyện ngày xưa có hai đứa mình. Ba mừng cho Tấn. Để cho nó ra đi. Em anh với em anh hình trán nặng nề. Tưng. Cái bài đầu là em biết bài gì không? Bài đó là bài tìm anh nơi đâu. Tìm anh nơi đâu, đúng rồi. Tìm anh nơi đâu. Rồi, đâu đâu gợi ý coi ca sao. Giờ quên mất tiêu cái gợi ý tìm anh nơi đâu, tìm anh em nơi đâu rồi. Anh kêu là Dũng. Thi ơi, mới đầu không phải đầu là Thi. Thi nói với Dũng. Ừ. Anh là anh đóng Thi, em là Dũng. Kìa Thi. Ê. Tại sao em lại đến đây? Ê. Rồi em mới nói, Thi mới nói là em đến đây để thăm anh lần cuối. Cưới phát cho em một, sẽ... một cái thiệp cưới vô quê. Rồi sao nữa? Em sẽ... em sẽ theo... Rồi ca đi, anh Sơn ca luôn đi, giờ em hết nhớ bài đó rồi. Hết nhớ bài đó, anh Sơn ca luôn kêu đi. Kêu nó ca thì giờ nó kêu mình ca luôn nè, chị Loan. Cái bài đó bị quên rồi, giờ ca không được, kêu anh Sơn ca. Bài đó bị quên rồi, giờ anh Sơn ca thế đi. Giờ bắn khác. Có mua vườn đúng không? Xíu đi ghé kêu nó chở vô. Chỗ nào chở vườn, có vườn nào? Dọc đó gần có chợ cúc, chợ gì đó? Chợ An Cư, chợ gì? Chứ màu xanh kỷ niệm đó. Đi. Chị nghe. Lá co bển, cha có thuốc, sức ta thấy. Thôi đem thuốc vô rồi sức cho nó, rồi đáng ngoài chịu khó sức nữa đi. Chuyện gì? Nói đi. Chuyện ngày xưa có hai đứa mình. Em anh với em hành trang nặng nề. Hành trang trắng tay xuôi ngày ngôn cuộc tình em. Em anh cũng tha là cho em anh còn chán một gót. Sao hay quên quá em? Quên này, dạo này karaoke tấn lực làm sao ta? Quan trọng là tên cái này nè, tên ở đây nè. Mà sao kỳ vậy? Dạo này bị mất cái tên này. Mất cái tên rồi, không số không còn bài luôn. Chữ nghĩa đâu hết tên rồi. Giờ ca không được, thua rồi. Làm như em để tóc dài thì ca không được, phải cắt gọn đi. Này giống như anh nè.
Hả? Mai chú chở, hồi chú chở đi cắt tóc đầu quan. Không. Không, không. Bữa nào anh Trường vô cắt chưa? Ha. Không hớt tóc. Không hớt tựa. Không, nhưng mà không cho anh Trường cắt tóc luôn á. Sao hả? Tóc để nguôi. Tóc dài quá rồi nó bị ấy, nó bị quên bài hát. Quên bài hát không phải tay tóc. Lại nó bị xóa bài. Vậy hả? Ừ. Để làm sao đừng có xóa nha. Ừ. Chứ tự nhiên cái mấy bài hát hay tự nhiên xóa hết trơn nó kỳ vậy. Xóa không còn bản giờ mới chết đây nè. Giờ sao? Giờ sao đây nè? Giờ sao? Ừ. Không lẽ giờ phải mua cái la vô mới thì về nghe lại từ đầu hết trời. La vô mới thâu lại. Hả? Mình thấy không? Có thích cái la vô mới không? Hết. Phải để bữa nào mua. Ê. Bữa nào mua cho la vô mới ha. Dạ. Rồi xóa bài trơn rồi thua. Giờ phải la vô mới rồi đó. Được cái bài tìm em nơi đâu hay tìm quá. Tìm anh nơi đâu, tìm em nơi đâu mà nó còn xóa mấy bài kia nhầm nhò gì. Bài đó hay vậy mà tự nhiên xóa, xóa thiệt. Xóa tiêu luôn à. Tự nhiên cái đá bao đi bao. Cái đó thằng đất gì em? Bậy. Bài đó bài. À, vụ án mà ngu. Ủa nghe quen quen hả? Đi làm bán ruột kia. Bán ruột. Đi đâu sao con nói lên. Cái bài gì vậy ca? Cái bài gì má Lon kêu anh cậu kéo bấm cái bài tân cổ gì vậy? Má ghẹo rồi người ta gì đó lo Lon cách tở từ đây sao vậy đó tân cổ đầu viên y như vụ án mà ngu á mà không phải vụ án mà ngu cái bài gì đâu giờ ca lại cho Dũng nghe nhớ rồi coi cái bữa mà Minh Chí kéo kẹo kéo về lần đầu tiên á chưa được lần nào á tình mình giờ chia hai Dũng nói đi đâu bài đó má cô ghệ của má đó bài đó má ca cô ghệ của má giờ mà má ca là ca lại cho Dũng nghe rồi má ca của má cua lại ghệ của má là sao cua lại ghệ má giờ ca lại cho Dũng nghe má mới đầu Minh Chí kéo về lần đầu tiên chưa được lần nào rồi lần đầu tiên ừ má ghẹo cái anh đó rồi anh nói từ chối bỏ má không cưới rồi cái làm sao hốt học hốt thằng Du Huy gì đó đâu giờ ca lại coi cái đó tình hình nó vậy hay là má trong điện hình má kêu bấm cái bài đó cho má anh Minh Chí là bấm liền là em ơi xuống đêm tao thức gì em bài đó thao thức gì em khó gọi có gì nữa mà cái bài gì y như đoạn Lâm Giang mà giống vụ án mà ngu á đoạn Lâm Giang đoạn Lâm Giang đoạn khúc Lâm Giang đúng rồi phải không tình mình giờ xa em nói chi câu đau lòng ấy em từ đây quá xa Dũng rồi xong đó phải không phải bài đó không Dũng hát nữa cái bài gì mà hay dở mang lắm á má cù dễ không được rồi tao không cưới má rồi tao không vui gì tiền gì tiền phải không phải bài gì tiền không tiền là hát nữa hát bài nữa gì mà má cô gần ghệ không được rồi cái má xù rồi má không cưới thằng đó được cái thằng đó cũng xù má là luôn. Sao cái má gì đấy nè má dụ thằng đó được xong rồi má không cưới đúng rồi, không rồi đúng rồi thằng nào đâu cái bài gì mà anh Minh Chí biểu má bà biểu anh Minh Chí kẹo kéo bấm cái bài đó là có cái bài tân cổ đó liền vừa nhạc vừa tân cổ luôn em sao chứ thấy hả chị Loan chỉ có một bài đi đâu cũng có một bài vũ em mã ngu vũ mã ngu không à chứ làm gì có chứ, một bài đó tiền, lại nhiều tiền để làm chi à ừ chứ không có vụ gì em mơ tưởng rồi vậy là bị em làm ai rồi đó ừ vậy thôi nói chị Loan nói má Loan hát bài tiền đi rồi mình về nè vậy xong má Loan hát bài tiền đi chút chị điện lên cho không chị chút mà đây, xong ca tiền đi Dũng. Nhiều tiền để làm chi? Nhiều tiền còn mình má ca chưa tiền nó chưa thuộc. Trời ơi xong tập bị đi. Số bài hổng ghê. Không? Nhiều tiền để làm chi? Đoạn khúc Lâm Giang. Rồi vô chưa? Trời ơi bóp nhạc nó ác vậy. Quảng cáo mà quảng cáo cho nó quảng cáo. Đâu phải có tiền mua đúng rồi. Đúng rồi này nè.